chuyển sang diễn biến nổi bật của giải hạng nhất quốc gia, nơi câu lạc bộ Hà Nội thể hiện quyết tâm giữ vững ngôi đầu bảng. Ngay từ đầu trận đấu, câu lạc bộ Hà Nội đã chủ động dâng cao đội hình và áp đặt lối chơi trước đối thủ yếu là trẻ SHB Đà Nẵng. Nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 43 sau pha đá phạt đẹp mắt của Juninho. Đến phút thứ 64 của trận đấu, bằng một tình huống dứt điểm nhanh, Mai Văn Hiếu nhân đôi cách biệt cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ở những phút còn lại, cầu thủ hai đội chơi rất cố gắng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm, và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.